Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2012 tại đạo tràng Hoa Nghiêm Thiền Viện tại Houston. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau tề tựu để tu học Bồ Đề Quán Tâm Pháp, và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta học Huyết Mạch Luận, tức là cái yếu chỉ của tâm. Và chư Phật đều nói vì tâm cho nên thành Phật và ngoài tâm không Phật. Cho nên ngày hôm nay trước khi chúng tôi bắt đầu cái buổi học, chúng tôi đã phải đảnh lễ Phật để xin cầu nguyện chư Phật mười phương gia trì cho chúng ta huệ mở tâm khai, thấy rõ được các pháp và thính pháp được lợi lạc, đem hết cái tâm là thính pháp. Trước hết chúng tôi xin kính lễ chư Tôn Đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý pháp lữ đồng tu đã đến cùng nhau học hỏi. Để bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay, chúng tôi xin cung thỉnh chư vị nhiếp tâm và chúng ta cùng nhau niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Quý vị khỏe không? Quý vị khỏe không? Quý vị khỏe không? Tâm nào mà khiến quý vị trả lời? Tâm nào mà khiến thầy hỏi? Rồi tâm nào mà khiến quý vị trả lời? Nếu có tác ý thì lập tức cái tâm ấy là tâm vọng. Mà hễ là tâm vọng thì không phải là tâm trơn, mà tâm trơn thì không phải là tâm Phật. Vậy thì cái gì mà khiến cho thầy hỏi quý vị? Cái tâm nào nó khiến thầy hỏi quý vị? Rồi cái tâm nào mà quý vị tương ưng trả lời? Có hỏi, có trả lời thì phải có cái sự tương ưng. Thế thì cái tâm đó là tâm nào? Kính thưa chư vị, hằng ngày chúng ta trong đời sống ăn uống ngủ nghỉ, các hành động của chúng ta đều làm có cái tâm, nhưng mà hỏi thì không ai biết hết. Và họ làm giống như người vô ký vô thức. Vô ký tức là làm như một con ma không hồn. Đi thì đi, đứng thì đứng, nói thì nói, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ. Kể cả những việc bình thường trong đời sống hàng ngày, ăn uống ngủ, đi toilet vân vân. Về kể còn ngoài ra còn những cái việc khác nữa quan trọng hơn nữa mà người ta cũng làm như là vô ký. Kể cả cũng như những người bây giờ chúng ta lớn rồi, nói thẳng, kể cả những người mà sinh hoạt trong đời sống vợ chồng, người ta cũng làm như vô ký luôn. Tại sao vậy? Tại vì người ta bị huân tập từ nhỏ tới lớn, nó quen rồi và người ta không có hiểu được tại sao cái gì nó sai sửa mình làm. Nguy hiểm là cái chỗ này. Nếu mà huân tập rồi thì nó trở thành một cái thứ nó ở trong cái thần thức ấy. Và nó tạo ra một cái sự quen say đắm ở trong ấy.
Và khi cái thần thức chúng ta chết thì lập tức nó đi tìm, nó thỏa mãn những cái gì khao khát của nó. Thí dụ, quý vị ưa thích tắm, mà nhất là quý vị ưa thích bơi lội ở trong hồ tắm, thì quý vị đang trời nóng như thế này mà thấy có cái hồ nước, mà cái hồ tắm á, mà cái chủ hồ tắm đó là để bảng free today, tức là ngày hôm nay miễn phí, là quý vị sẽ ào ào á, chạy vào trong đó cởi quần áo nhảy xuống tắm, tại vì thấy nó mát, nó sạch sẽ quá, không một cái hồ bơi. Tại sao vậy? Tại vì thói quen của mình rất là ưa thích tắm hàng ngày, và trời đang nóng là những cái duyên, và cái nước sẵn có cũng là duyên, duyên nghịch duyên thuận, hai cái đều có, nóng là duyên nghịch mà nước có là duyên thuận, hai cái đó đều tác động để cho quý vị thấy duyên thuận và duyên nghịch đều tác động tới cái tâm sân của mình, và lập tức mình nhảy xuống mình tắm. Đó nè, cái đó là cái thói quen. Có suy nghĩ không? Không. Thấy hễ có trời nóng mà hễ thấy có cái hồ tắm mà nó miễn phí là nhào xuống tắm. Có nhiều khi có người nói à, cái chỗ này nó cho hồ tắm free đó, nhưng mà nó cách xa đây là 5 cây số, 10 cây số, xách xe đi, xách xe lái đi tới đó tắm. Bây giờ hỏi thử quý vị, tắm ở trong cái hồ tắm mà bồn tắm ở trong nhà, ngâm nước lạnh đó, rồi mình ngâm nước đá mình tắm, rồi cái mình nhảy xuống cái hồ tắm ngoài kia khác nhau cái gì? Ở trong nhà mình có cái bồn tắm, mình xả nước kìa, mà đừng có lấy nước nóng, xả toàn nước lạnh thôi, nằm đó thì nó cũng lạnh buốt vậy, nó khác gì cái hồ tắm ở ngoài kia. Thế nhưng nghe nói cách đây 10 cây số có cái hồ tắm nó cho miễn phí, cũng là xách xe đi lái, mà lái từ đây tới đó là nắng chang chang rồi, tốn tiền xăng rồi, mệt rồi, mà xuống vẫn hăm hở để lại. Thế thì cái đó gọi là vô ký, tại vì nó hành động trong cái bản năng hàng ngày bị huân tập. Hễ nóng mà mình quên tắm, nó huân tập mà, rồi nó có duyên, duyên thuận, duyên nghịch. Duyên thuận đó là cái chỗ nó cho tắm free, mà duyên nghịch đó là cái nước cái trời nóng quá. Thế thì tất cả thuận nghịch đều tác động trên cái hành xử của mình. Thế là lập tức mình đi xách xe mình đi tắm, thì nó quen rồi phải không? Rồi quý vị tới cái hồ tắm thì quý vị làm sao? Mau mau đậu xe, cái cởi quần áo ra, cái nhảy ùm xuống cái hồ nhé, mát quá mà, phải không? Phải không? Có bao giờ hỏi là cái hồ dưới này nó có côn trùng hay là nó có chất độc gì không? Thấy người ta đang tắm là mình nhảy xuống tắm phải không? Đấy, đấy là cái tình trạng sanh tử luân hồi. Khi chúng ta sanh, khi cái thần thức nó thoát ra cái xác, khi cái thần thức nó sắp thoát ra cái xác mà nó đã được huân tập hàng ngày như thế, thì lập tức nó nhảy ùm vào đó. Và vì nó nhảy ùm vào đó cho nên thành chó, thành mèo, thành người. Tại vì con người ta hàng ngày đều huân tập theo cái bản tính dâm là thứ nhất, thứ nhì là 6 căn, thấy không? Cái dâm là cái năng lượng quen rồi, cho nên á, khi mà thấy có cái gì mà con chó con mèo đang làm cái việc đó là nhào vô liền rồi. Nó giống như cái người đang trời nóng mà lại nước lạnh, rồi á, lại ưa thích tắm, huân tập mà, thế là nhảy ùm mà không cần biết cái đó là cái gì. Chính vì cái đó, tại vì khi chết rồi cái thần thức, người không tu cái thần thức nó mê mê mờ mờ như thế đó, nó gọi vô ký, nó không có hiểu được, nó không có thanh tịnh. Cho nên cái việc đầu tiên Đức Thế Tôn dạy cho tất cả mọi người tu Phật phải thanh tịnh hóa và có sự hiểu biết. Thanh tịnh hiểu biết là hai cái điều đó rất là quan trọng. Bởi thế cho nên nếu mình huân tập theo cái kiểu đó thì mình cứ nhảy ồm xuống thôi. Thế thì khi chúng ta sanh, khi cái thần thức nó thoát cái xác rồi thì nó cũng y như là cái người mà trong cái điều kiện thuận nghịch đều có, không? Rồi theo thói quen tập quán nó nhảy ùm vào đó thôi, thành chó, thành mèo, thành rồng, thành rắn, thành cái giống gì thành. Nhưng nếu là người tu thì cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy cái chuyện đó nó vỗ tay, nó cái chuyện này đồ dỏm, ta đi chỗ khác chơi, ta không có nhảy vô, hiểu chưa nào? Thanh tịnh là cái chỗ đó. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tụng kinh trì chú này kia các thứ, nhưng mà đừng lầm rằng những cái thứ ấy nó giúp cho ta thanh tịnh. Nó không hề giúp cho ta thanh tịnh chút nào, nó cảnh tỉnh mình thôi. Giống như tiếng chuông á, tiếng chuông không làm mình trở thành ra người thiện, không bao giờ tiếng chuông làm mình thành người thiện, nhưng mà thức tỉnh này đừng có làm ác nhá, thế thôi. Chúng ta ăn chay tới chùa hàng ngày để chi vậy? Để nhắc nhở là thôi đừng làm ác nha ông ơi bà ơi, làm ác là lãnh nhân quả, chứ không hề nó
vì tiếng chuông, vì ăn cơm chay, vì ở trong chùa tụng kinh mà biến chúng ta từ người ác thành người thiện? Không bao giờ. Tụng kinh không làm cho chúng ta thanh tịnh. Phải biết cái tâm của mình nó máy động như thế nào thì mình mới làm cho thanh tịnh được. Bởi thế cho nên á, Ngài Huệ Khả tới hỏi Tổ Đạt Ma, nó cái tâm con không an, Tổ nó đưa cái tâm ra đây ta an cho. Tức là không phải nói là hình dáng cái tâm, nhưng mà báo cho ông biết rằng là nếu ông quán chiếu cho kỹ thường xuyên thì ông thấy cái tâm nó rỗng rang. Bản chất của sự rỗng rang là thanh tịnh. Chân không là không có nắm bắt, nhưng mà chân không chứa đủ hết các thứ. Thế thì tâm của mình á, nó gồm có 3 loại. Đại khái là gồm có 3 loại. Một loại là ghi nhận, một loại là không ghi nhận, một loại nó đứng giữa, nó ngu ngơ. Tức là một loại thiện, một loại ác. Cái người cái tâm mà nó huân tập làm ác thì nó cứ quen rồi. Lúc đầu nó ăn trộm nhỏ nhỏ, sau nó ăn trộm lớn, sau nữa nó xách súng, nó đè người ta xuống, nó lấy tiền, lấy bạc. Nhưng đối với nó chính chuyện đó cũng bình thường. Đấy. Cái người làm thiện thì lúc nào cũng háo hức đi làm thiện, đem của đi cho, đem bố thí. Có cản nó cũng đem của đi cho. Có nhiều người chồng cằn nhằn đủ thứ, nhưng mà nói nhất định mở cái chỗ để tu là cũng mở cái chỗ để tu, mà không biết tu cái gì, tu làm sao, cũng mở nữa. Ham tu vậy đó, mà không biết tu cái gì. Đấy. Thế thì nãy giờ quý vị khi thầy hỏi, tức là cái tâm tương ưng của thầy có phát sinh. Rồi quý vị trả lời, quý vị cũng phải dùng cái tâm chứ không có tâm sao biết được. Phải không? Nó tương ứng. Thế thì cái tâm nào mà thầy hỏi, cái tâm nào mà quý vị trả lời, nếu quý vị nhận chân ra lập tức quý vị biết cái đó là tâm vọng, tại vì có tác ý. Không? Thầy hỏi cũng vì tâm vọng, tức là thấy quý vị mà hỏi thì lập tức thầy đang dùng tâm vọng. Đấy. Mà quý vị trả lời, tức là quý vị tương ứng theo cái âm thanh, theo cái phong tục tập quán, rồi thấy thầy ngồi đây thầy hỏi thì cũng lịch sự trả lời, tức là cái tâm tương ứng cũng là tâm vọng, vì có nhân duyên cho nên mới trả lời, thì cái tâm đó là tâm vọng. Tâm không phải tâm thanh tịnh, tâm đó không phải tâm vắng lặng. Đó nè, tâm đó hoàn toàn là tâm vọng. Nhưng nếu không thấy được nó thì làm sao biết tâm trơn? Đằng sau nó là tâm trơn. Khi mà hết sóng rồi thì nước trở lại. Nếu quý vị không nhìn sóng để theo dõi, làm sao biết khi cái nước nó lặn xuống rồi là quý vị nói nó. Khi cái sóng nó lặn xuống rồi quý vị nói đó là nước là cái tâm mà bình thản của mình. Hồi xưa đó ngài Thiện Tín là trước khi đi tu là con của Thái Tử Tất Đạt Đa. Đấy, ngoài La Hầu La còn ông Thiện Tín nữa. Thiện Tín giỏi vô cùng. Đứng về cái hàng mà biện luận là 12 bộ kinh điển thông suốt hết, 18 tam tạng kinh điển là nói rầu rầu hết, không cần phải đọc chữ, không cần gì hết. Nhưng mà khi chết quý vị biết đi đâu? Xuống dưới địa cổ Hồ Gián. Tại sao? Tại không thấy tâm. Nói được văn tự à? Phật phải đi xuống dưới đó, Phật phải nói này, tâm nhà ngươi chỗ này này, mới thoát. Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Ai nói Đề Bà Đạt Đa không thần thông mà không hiểu kinh điển? Thông suốt kinh điển nắm ở trong tay. Đừng có nói tụng mất công, ông người viết luôn kinh. Chết đi đâu? Địa ngục vô gián. Cũng Đức Phật đi xuống đầu, nói cho cái tâm thiện tâm ác là cái gì. Hiểu được cái đó thì ông mới chứng được cái quả độc giác Phật. Đức Thế Tôn cũng thế. Ngài nhờ thấy được cái tâm, cái sự máy động của tâm, thấy cái tâm chân, tâm vọng, thấy rất rõ, cho nên ngài chứng đắc. Thấy, nhưng mà thấy như thế nào đây? Đây là cái pháp hành. Mình biết rồi đó, tất cả các cái mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm đều sanh tâm hết. Đây. Thấy, nghe, ngửi, nếm đều sanh tâm. Nhưng mà cái tâm ấy tâm gì? Nếu nói rằng tâm vọng, tức là nó giả, nó duyên sanh, phải không? Và nếu nó duyên sanh không thật thì nương cái không thật để tìm cái thật được không?
học, thấy chưa? Cho nên đó, ở trong kinh đó, trong Đại Trí Độ Luận đó, Ngài Long Thọ mới nói là dâm độ si chính là Phật tánh. Tướng và tánh vậy thôi, nó biến thể ra, giống như sống với nước, có duyên thì nó nổi, nó sống. Ngày hôm nay cũng vậy, ở trong chùa làm bánh xèo, thầy thử thầy hỏi vậy chứ làm vậy mất thời giờ, không có thời giờ tu học. Thì lập tức á, thầy hỏi để thầy quán chiếu xem cái tâm nó sanh khởi như thế nào, chính cái bản tâm của mình nó sanh khởi như thế nào. Rồi khi mình ngồi xuống mình ăn á, mình cái tâm mình sanh khởi như thế nào, rồi mình hành xử như thế nào, ăn nhiều ăn ít, ăn trong chánh niệm hay là thấy ngon rồi ăn nhiều, không cưỡng chế à, tại ngon thì cứ việc ăn thôi. Nhưng mà thực sự ra cái tâm của mình quan sát nơi nó, coi xem nó máy động như thế nào, nó có thúc mình ăn thêm nữa không. Người tu cũng như vậy thôi chứ. Tức là khi ngồi xuống ăn biết rõ ràng nó ngon, nhưng mà nó có thúc mình, cái tâm mình nó có gợi ý cho mình là ăn thêm miếng nữa không. Nếu nó có gợi ý thì mình có thấy nó không. Tu là cái chỗ đó, sự quân tập. Còn nếu không có thì mình tiếp tục mình ăn đó, thì nó gọi là vô ký, nghĩa là theo cái bản năng sinh tồn. Mà mình huân tập như vậy tức là mình mở cửa địa ngục, sắc thinh hương vị xúc mình chui vào, thấy ngon là ăn, ăn nhiều một chút. Nhưng mà nó khởi lên cái tâm ưa thích, cái tâm ưa thích nó quan trọng chứ không phải là cái chuyện ăn. Nó làm ô nhiễm cái bản thể thanh tịnh của mình mà mình không biết. Ngay cái lúc nó dậy sóng lên là mình nhận diện ra được nó thì mình cười thôi. Có ăn thêm nữa cũng thành vấn đề, có ăn 10 cái bánh đi cũng không thành vấn đề, nhưng mà ăn 2 cái mà không thấy được cái sự máy động của tâm là đọa. Ăn 1 cái thôi mà thấy nó ngon, mà đắm chìm trong cái ngon là lập tức sắc thinh hương vị xúc pháp mở cửa địa ngục chiêu cảm mà chui vào. Đấy. Hơi dở chút xíu khởi phiền não, có rau ít thì khởi phiền não, cây cũng khởi phiền não, tất cả những cái đấy là đọa địa ngục vì trú trong sắc thinh hương vị xúc pháp. Ưng vô sở trụ mà thì mới thấy được Phật tánh. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cho nên nếu mình quán chiếu cho kỹ, mình thấy sự máy động của tâm mà cái sự sanh sanh diệt diệt của tâm, rồi mình nói cái đó là tâm vọng thì mình cũng kẹt, tại vì nó không phải. Mà nói là tâm trơn thì cũng không đúng, tâm trơn sao lại thấy được, tâm trơn nó rỗng rang thanh tịnh. Các chư tổ chư Phật đều ở trong kinh điển đều nói khi nào các ngươi lắng động cái tâm vọng, tức là không còn sống nữa, thì tự nhiên các ngươi thấy cái tâm trơn. Chứ cũng không có cái chỗ nào mà diễn tả cái tâm trơn nó tròn, nó méo, nó rộng, nó lớn như thế nào. Nhưng mà cái diệu dụng của nó, đây nghe kỹ này, cái dụng á, chứ không phải nói cái bản thể đâu. Cái diệu dụng của nó là lớn nhất cũng nó, mà nhỏ nhất cũng nó, mà tràn đầy hết tất cả trong hư vô, chứa luôn cả lông rùa sừng thỏ, tức là chứa hết tất cả những việc mà không thể có, vẫn có thể có được. Tại sao? Đấy, nó do cái tưởng. Bây giờ tưởng có lông rùa sừng thỏ thì nó có lông rùa sừng thỏ chứ, do cái tưởng. Thấy chưa nào? Và chúng sanh đó, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn đó, nói chúng sanh vì cái tưởng này mà 12 loài noãn sanh, hóa sanh, thấp sanh đều liên tục đầu thai biến hóa ở trong cái chỗ này đó. Thế nếu mình biết được cái tâm của mình thì tự nhiên mình thông dong tự tại, đi đứng nằm ngồi thông dong. Ngài Pháp Đạt đi lên gặp Tổ Huệ Năng, nói con tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Tổ nói tại sao nhà ngươi đảnh lễ tổ mà không có cúi đầu sát đất. Nó con tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Ý nói sao? Nói con tụng kinh nhiều, con giỏi hơn tổ, chưa chắc đã tụng được 3000 bộ kinh. Quả thật Tổ Huệ Năng không biết chữ, cho nên ông đâu có tụng kinh. Nhưng mà ông là tổ, tại vì ông là Phật, ông đã bước vô dòng thánh rồi, bước vô đạo rồi, chính là A-la-hán. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ coi cái chuyện mà biết chữ không biết chữ, cái nào có lợi hơn? Nếu nói rằng biết chữ có lợi hơn thì sợ chi chướng nó đóng cặp mắt mình lại, mình không còn thấy đường. Mà nếu nói rằng không biết chữ tức là người ngu muội, thì trong đạo Phật lại nói đạo Phật là đạo có trí tuệ, người ngu không thể nào vào được. Quý vị nói đi.
Nói đằng nào quý vị cũng chết được, thấy không nào? Chỉ có biết rờ nóng, nó giống như là cái ly nước nóng lạnh đó, uống thì biết nóng lạnh thôi. Chứ còn bây giờ ngồi đó mà phân tích, càng phân tích thì quý vị càng xa lìa chánh pháp, xa lìa đạo. Tại đạo có nói gì đâu, đạo không hề nói một câu. Các vị thánh đều nói trời đất nó tự nhiên nó hoa nở mùa xuân mà tuyết rơi mùa đông, có nói câu nào đâu, lặng lẽ. Thế thì khi chúng ta lặng lẽ, chúng ta quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Thế Tôn hỏi 25 vị chứng A Đà La Hán, riêng ngài Quán Thế Âm nói con nhờ xoay cái tánh nghe vào trong thấy được cái tâm. Xoay tánh nghe vào trong, xoay tánh nghe vào trong là gì? Là coi sự máy động của tâm, chứ làm gì có trong có ngoài. Nếu có trong thì có ngoài mà lập tức có đối đãi, cho nên không có khái niệm về trong ngoài, chẳng qua là xem cái sự máy động của tâm nó sinh ra dịch diệt. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta đi đứng ăn uống nằm ngủ nghỉ, cái diệu dụng của cái thân chúng ta đó, nó màu nhiệm lắm. Thân chúng ta nó không có nghỉ, chúng ta cảm giác là mệt rồi chúng ta muốn nằm lên giường hay kiếm cái chỗ nào yên tĩnh ngồi thiền gì đó để nghỉ, mà thực sự ra cái thân mình nó không có mệt. Quý vị không tin ha, quý vị nó đi lên tối, quý vị leo lên giường nằm ngủ để cho nó nghỉ ngơi, để cho nó ngày mai khỏe nó làm việc, toàn là cảm giác. Tại vì khi ngủ á, các cái bộ phận trong cơ thể vẫn làm việc, năm căn nó vẫn làm việc. Bây giờ hỏi quý vị, chứ quý vị có quý vị nào không nằm chiêm bao không? Trong đời có chiêm bao không? Có chứ, phải không? Chiêm bao thấy mình nữa đang làm cái gì đó, thí dụ đi đâu hay là bay hay là cái gì, có thấy chứ, phải không? Có không? Bị cọp rượt rồi á, là bị súng bắn rồi cái này kia đủ mọi thứ, tức là có thấy cái con người của mình ở trong giấc mơ. Thế thì con người ở trong giấc mơ đó là con người thật hay con người giả? Con người giả tại sao mà khi cọp rượt mình hết hồn, mồ hôi toát ra, rồi tỉnh dậy thấy rờ, thấy mồ hôi thiệt, mồ hôi giả chỗ nào? Thế là mình tưởng nó là giả. Ngày hôm nay chúng tôi hé mở cho quý vị biết là nó là thật. Tại vì từ cái chân tâm nó sanh ra cái vọng tâm, và chính cái vọng tâm ấy là cái thân ở trong giấc mơ. Quý vị lìa nó, quý vị không thấy chân tâm. Cho nên tại sao á, bị cọp rượt rồi á, tỉnh dậy á, hết hồn nó mồ hôi đổ ra, rồi rờ tới giường chiếu á, ướt hết mà vẫn còn sợ, sợ 2-3 tiếng đồng hồ. Thấy không? Rồi bây giờ hỏi lại quý vị thêm cái nữa nha, cẩn thận nha. Người ở trong cái giấc mơ đấy, nếu là thật, giả sử nha, hồi nãy giờ mình đăng bản nó là thật chứ gì, nó là cái tâm vọng, nó là cái bóng dáng của thiền trần, tức là cái bóng dáng của chân tâm. Nếu nó là thật thì khi mình tỉnh dậy nó còn không? Nó còn không? Nếu nó là thật thì nó phải là còn. Nếu nó là thật thì nó phải còn. Còn nó ở đâu? Vậy tại sao mình sợ? Không, khoan nói chuyện tại sao mình sợ. Đi nhanh quá. Nếu nó là còn thì nó ở đâu? Phải thấy nó sợ sợ chứ. Tại sao á, tới lúc mình tỉnh dậy không thấy nó nữa? Thế thì cái mình mà đang nằm ở trên giường đắp mền, và cái mà cái thân mà ở trong giấc mộng, cái nào thật? Một bên á, nói là cái thân mà đắp mền á, là thật. Một bên á, là cả hai cái không thật. Ai có ý kiến gì nữa không? Ni sư. Một bên á, nói cái đắp mền á,
là tại vì nó có cảm giác thấy cái mền đồng hàng, thấy không? Cái thân đó là thật, bên nó cả hai cái đều không thật. Rồi á, ni sư nói sao? Quý vị nói sao? Như mình tu để bất sanh bất tử cái không có gì hết. Không có ai nằm đó. Xác thôi. Xác đó cũng là xác có thực chưa? Con thì là do cái tưởng. Thế cái thân của ni sư đang nằm trên giường là do tưởng hay là do thực? Do tứ đại đàng hoàng á, đánh là biết đâu. Phải không? Kê điện rồi dứt cái chạy la làng lên liền chứ làm sao mà không thật. Lấy cái lửa đốt cái giường cái thử xem có nhảy xuống la lùng đùng không? Phải không? Vậy rõ ràng nó là thật chứ. Thế thì nếu nó là thật thì cái thân ở trong giấc mộng là sao? Là giả hả? Bên đây thì nói cả hai cái đều không thật. Bên đây là kẹt lý, bên đây là kẹt sự. Lý sự đều kẹt hết. Nếu nói rằng cả hai cái đều không thật, thế thì mồ hôi nó ở đâu nó chảy ra mà khi cọp rượt ở trong giấc mơ? Thử dậy cái hết hồn mồ hôi mà có nhiều khi la nữa chứ. Người nào mà nằm ở chung trong phòng nó phải lấy cây quánh nó mới thức dậy. Thế thì tại sao cái người ở trong giấc mơ bị cọp rượt mà cái người bên ngoài thì la? Quý vị hiểu chưa nào? Tại sao cái người ở trong giấc mơ nếu nói rằng nó giả, nó không có dính gì tới cái người bên ngoài, thì tại sao người trong giấc mơ bị cọp rượt mà cái người bên ngoài thì la lên lung sùng rồi mồ hôi đổ ra tùm lum? Cái gì nó tương quan giữa hai cái đó? Nếu quý vị thấy là quý vị bước vô đó. Quý vị còn dùng lý luận là quý vị rớt hết. Ở đây chỉ có trực chỉ đi vào thôi, không lý luận nổi. Tại vì đạo không có lý luận, lý luận là đứng ngoài hết. Lý luận là còn chấp vào sắc thinh hương vị xúc, chấp vào những cảm thọ, chấp vào là thức, chấp vào a lại gia thức, chấp vào mạt na thức. Thấy thì bước vô. Cái người ở trong giấc mơ nó bị cọp rượt, thức tỉnh dậy cái không có người đó, cũng không có cọp, cũng không có rượt. Thế mà mồ hôi đổ dầm dề, tim đập thình thình sợ cả hai ba tiếng hồ. Thì sự tương ứng giữa cái con người ở trong giấc mơ và cái con cọp trong giấc mơ và cái con người đang nằm sờ sờ trên giường là tương ứng như thế nào? Theo con thì cả hai đều là do duyên sanh hết. Cũng kẹt lý nữa. Mà hãy kẹt lý là đứng ngoài cửa hàng rào ở xa lắm. Trực nhận thì vô à. Ở đây không có lý được. Đó. Khi nó tư huyết mật luận là chỉ thẳng nơi cái tâm. Mà mình còn suy nghĩ so đo nó ở tính toán nó ở cái đó vô duyên sanh hay không vô duyên sanh, cái đó thật hay giả. Tất cả những cái tâm mà khi đo lượng hiện lượng như vậy là quý vị rớt hết, là quý vị đang huân tập trở lại cái bản thể tự nhiên của mình. Tức là từ nhỏ tới lớn được huân tập phải suy nghĩ, phải tính toán, phải nói, phải có lý luận. Cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên đó chư tổ và chư Phật đều nói buông hết đi. Kể cả sở chi chứ, kể cả cái lý luận cũng phải buông luôn. Lý luận để tìm hiểu ra sự thật để mà biết thì cái lý luận đó cũng là giả. Bởi thế cho nên Đức Thế Tôn hỏi Ngài A Nan 7 lần đó, về con mắt, về cái tâm á, là không phải nói là cái tâm nó nằm ở đâu hay con mắt ở đâu, mà phá là phá cái chấp. Ngài A Nan chấp là như thế, phải lý luận như thế để tìm ra cái chân lý. Và chính vì cái lý luận là một cái thói quen đi giết người, nó cản trở tất cả những cái sự nhận thức trực tiếp của mình. Tại mình mỗi lần mình nghĩ cái gì lập tức mình lý luận liền, nó phải như thế này nó dẫn tới như thế này. Tại thầy hỏi. Đúng rồi. Thầy hỏi là tâm hỏi, mà tâm tương ưng thì quý vị trả lời đi. Thầy hỏi thì phải kiếm cách trả lời. Không, hãy kiếm cách trả lời là tâm vọng.
Bởi thế cho nên khi Đức Phật hỏi chứ bằng cách nào ông thấy là Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì ngài A Nan nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, con vì dùng con mắt. Đức Thế Tôn hỏi con mắt nó ở đâu, con mắt có thấy không? Nói con mắt thấy, vậy thì có người chết có con mắt sờ sờ đó, tại sao nó không thấy? Đức Thế Tôn khai thị cho ngài A Nan, tức là khai thị cho chúng ta đừng lệ thuộc nơi sáu căn sáu trần. Cái thức biết là nó biết rất rõ ràng. Bây giờ cái thân của con người ở trong giấc mơ và cái thân thật, nếu nói rằng á, nó không có tương quan, thì tại sao cái thân kia bị cọp rượt ở trong giấc mơ mà cái thân bên ngoài này mồ hôi đổ ra, tim đập bình bình? Cái thức do sáu căn sáu trần. Lúc ngủ thấy con cọp không? Lúc ngủ con mắt thấy con cọp không? Lúc ngủ mà thấy con mắt con cọp thì chắc là chạy mất tiêu rồi. Phải không nào? Cho cái tưởng, nó không có thật. Rõ ràng chưa? Rồi khi tỉnh dậy rồi, chưa yên đâu, tỉnh dậy rồi 2-3 tiếng hồi sau cái tim nó mới đập đều 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 đều. Có nhiều người chạy, chúng tôi chứng kiến mà, những cái khóa tu á, có những cái trại, rồi cái người ta ngủ đêm nó la lên, cái chạy đi kiếm thầy. Thầy Minh Tâm ơi, cọp rượt con. Nó cọp mày. Hằng ngày thầy kể vậy, tối nó nhập tâm cái nó nằm trên bao đấy. Nhưng mà quý vị biết tại sao không? Cái tâm, cái thân mà ở trong giấc mộng, nếu quý vị nói nó là giả, thì tại sao mà cái thân thật bên ngoài nó lại đổ mồ hôi, nó sợ? Nói như vậy để cho quý vị thấy, thầy sẽ không giải thích đâu, quý vị sẽ phải chiêm nghiệm. Đó là một cái công án. Mà khi quý vị cứ chiêm nghiệm được như vậy, quý vị sẽ thấy cách tu rất là thù thắng. Một ngày chúng ta có 7 tiếng hồ hay là 6 tiếng hồ nằm ngủ, hằng ngày mắt mở tai nghe còn lăng xăng, mà cái giờ ngủ thì mắt đóng tai đóng, rất là thanh tịnh phải không? Giờ đó mà tu thì tuyệt vời phải không? Nằm ngủ mà tu thì tuyệt vời phải không? Nó hoàn toàn thanh tịnh. Gì giờ đó mà niệm Phật là niệm câu nào vô câu đó phải không? Không có lăng xăng phải không? Thế tại sao chúng ta không dùng 6-7 tiếng hồ đó để chúng ta tu? Tuyệt vời, hoàn toàn thanh tịnh. Niệm Phật là niệm là dính à? Không có như ở đây niệm Phật còn chạy lăng xăng, mắt còn thấy, tai còn nghe, còn chuông còn mõ còn cái đó giờ. Hoàn toàn là vắng lặng, hoàn toàn là thanh tịnh. Đấy, đó là pháp tu đó. Nếu quý vị nhận chân ra được cái tâm của mình, sử dụng nó, thì không có dính mắt tới 6 căn nữa. Cho nên cái biết của sáu căn sáu trần là giả, thức là giả đó, nó không thật. Nó phải có ký hiệu ở trong cái A-lại gia thức, nó so sánh, chứ đó chúng ta biết rồi. Cho nên cái tâm nào gọi là cái tâm thật, cái tâm nào gọi là cái tâm so đo? Nếu không biết mà có tụng hết tất cả bao nhiêu kinh rồi cũng chẳng được có lợi lạc gì hết đó. Tụng kinh thì được phước, không? Trì kinh này được phước, trí tuệ. Phật nói là không hề sai. Kiếp này quý vị tụng kinh, kiếp sau là mở miệng nói ra là người ta theo hết à. Đệ tử nó theo hòa rầm à. Nhưng mà phải quay trở lại đây vô lượng kiếp nữa, cho tới khi nào thấy được cái tâm thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Thưa thầy, làm sao mình không có thể làm sao mình không dùng cái thân của mình, lục căn của mình để mà mình biết được mọi nghiệp? Thường thường mình do cái lục căn của mình tiếp xúc với lục trần, mình mới sanh ra cái biết là tôi thấy cái này. Cái biết là do thức. Cái đó là do cái thức. Mình chừng nào mình không có sử dụng cái lục căn của mình. Bây giờ mấy người mù á, hỏi họ thấy không? Sáu căn đó, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, lục mở nhất tiêu. Đức Thế Tôn nói một cái gút mở thì sáu cái gút đều bung. Sáu cái căn của mình chẳng là qua là phương tiện, là cửa sổ à. Cho nên khi chúng ta đau mắt mà chúng ta nhỏ thuốc đau mắt đó, ở cuốn họng nó đắng à. Mà khi nào chúng ta đi máy bay ấy, chúng ta bịt cái lỗ mũi lại, thở mạnh cái là cái lỗ tai nó hết ù. Thế thì nó đều thông với nhau hết chứ. Tất cả đều chỉ là phương tiện thôi, nó đâu có thực đâu. Sáu căn nó thông hết. Cho nên á, chỉ cần á, mà thấy được cái tâm thì lập tức sáu căn nó không có lệ thuộc. Cái thấy, cái nghe, cái biết nó
như vậy. Nó không thuộc sáu căn. Bởi vậy cho nên khi Đức Thế Tôn hỏi ông vua Bát Thư Nập, ông thấy cái lúc ông mới sanh ra đó thì ông thấy cái sông Hằng như thế nào? Ông nói lúc bây giờ con thấy nó như thế. Bây giờ ông thấy cái sông Hằng như thế nào? Nó cũng như thế. À, hồi đó tóc ông sao? Tóc xanh. Bây giờ tóc ông sao? Tóc bạc. Nói tóc con thì theo thời gian thay đổi, nhưng cái tánh thấy của con không hề thay đổi. Cái tánh thấy và cái thấy khác nhau ạ. Quý vị nghe chuông chưa? Quý vị nghe không? Cũng vẫn nghe, nghe không có tiếng chuông. Chứ nếu quý vị nói là không nghe, là tánh nghe điên đảo, là quý vị không thấy được cái tánh nghe của mình. Quý vị vẫn nghe, nhưng mà nghe không có tiếng chuông. Đức Thế Tôn nói Ngài La Hầu La đánh chuông là như vậy. Mà nó chỉ có chút xíu đó thôi. Nếu quý vị nhận ra thì nhận ra ngay cái bản tâm của mình. Nếu không nhận ra thì rong ruổi đường dài. Nói rằng con nghe rồi con không nghe. Đại chúng hồi đó cũng nói như vậy. Đức Thế Tôn nói Ngài La Hầu La đánh chuông đi. Đánh. Hỏi đại chúng nghe không? Nghe. Nó không đánh nữa. Hỏi nghe không? Nó còn không nghe. Đức Thế Tôn quở. Vậy thì cái tánh nghe của ông điên đảo. Như vậy cái pháp thân của ông điên đảo à? Pháp thân là thương trâu thương hăng. Ở cái chỗ này nè, tức là mình thấy không thấy. Nó rất là vi tế, rất là mầu nhiệm vô cùng. Đức Thế Tôn hỏi Ngài A Nan. Đức Thế Tôn giơ tay lên. À, thì Ngài A Nan nhìn theo ngón tay. Đức Thế Tôn dùng hào quang nơi ngón tay bắn ra bên trái. À, Ngài A Nan quay qua bên trái. Đức Thế Tôn bắn hào quang qua bên phải, Ngài A Nan quay qua bên phải. Đức Thế Tôn hỏi: "Cái tâm nào khiến ông cái cổ máy động hay cái tâm máy động?" Cái biết của máy động hay là cái cổ của máy động?